Thiết kế nhỏ gọn với màn hình LED 7 đoạn, 6 giá trị hiển thị và nút nhấn dùng để cài đặt thông số. Phía sau là chân kết nối và các công tắc gạt để chọn chức năng, tùy vào nhu cầu sử dụng. Mặt phía trên là sơ đồ chân, cũng như chức năng của từng chân. Đi kèm với thiết bị là thanh dung, sử dụng cho chức năng reset. Trên đây là sơ đồ chân cũng như thông số chi tiết của bộ đếm. Mình đang đấu chân 1 và 2 với tiếp điểm của công tắc, đồng thời gạt switch 2 trên thiết bị hướng xuống để mô phỏng chức năng đếm tổng thời gian vận hành. Muốn chọn phạm vi thời gian, thì trong quá trình cấp nguồn nhấn giữ nút tròn trên màn hình. Phạm vi thời gian sẽ bao gồm giờ, phút hoặc giây và được chia theo số thứ tự từ 1 đến 6. Mình chọn 0,1 giây để mô phỏng, sau khi chọn, chỉ cần khởi động lại nguồn cấp và bắt đầu sử dụng. Khi gạt công tắc hoặc tiếp điểm của relay trung gian đóng lại, thì bộ đếm bắt đầu đếm tổng thời gian. Đến khi nào công tắc hoặc tiếp điểm nhắc thì dừng đếm. Reset giá trị bằng cách đấu nối chân 3, 4 với nút nhấn. Sử dụng nút nhấn trên mặt điều khiển để reset thì dung chân 4 và 5. Mình dung chân 3, 4 lại để mô phỏng reset bằng nút nhấn. Bây giờ mình mô phỏng chức năng đếm tổng số lượng với cảm biến tiệm cận loại BNB. Cảm biến tiệm cận mình đấu vào chân 1, 2, 3 và reset bằng nút nhấn. Nút nhấn reset đấu vào chân 3, 4 và gạt switch 1 hướng lên đếm tốc độ nhanh, switch 2 hướng lên chọn chức năng đếm. Khi chọn chức năng đếm tổng số lượng, muốn cài đặt cảm biến đang sử dụng, nhấn giữ nút tròn khi nguồn đang mở. Mình chọn cảm biến loại BNB. Cài đặt xong nhắc nguồn mở lại, màn hình hiển thị chức năng bộ đếm. Tùy vào hệ thống các bạn có thể sử dụng đếm ở tần số cao 5 kHz hoặc tần số thấp mặc định 20 Hz. Trong quá trình đếm tổng số lượng, muốn reset giá trị chỉ cần nhấn nút. Trên đây là phần giới thiệu và mô phỏng quá trình hoạt động của bộ đếm XTC4102 của Silex. Mọi thông tin hỗ trợ hoặc mua hàng, liên hệ với chúng mình qua số điện thoại hoặc địa chỉ mail trên màn hình.